Thank you.
Báo cáo cái gì mà tăng ngay cứ tắt tờ rồi mèo hết thế nào? Đúng không?
báo cáo thì tất cả ổn. Cho Hoàng ạ, là một năm qua ở dưới Hải Dương làm rất là nhiều việc đấy Ngọc Hoàng ạ, nào là chăn chó này, làm vườn này, dạy trẻ này, nhiều lắm Ngọc Hoàng ạ, kể không hết được. Em cũng thích đi. Đi
bơi lên đầu á. Nhìn thảo quá. Cái gì đấy? Đây, đây, cờ
yếu mà. Cái gì đây? Đâu đang mở ra xem đi. Trời ơi. Cucumi. Ôi giời ơi, cái gì đây? Hảo Hảo à, Hảo Hảo. Đúng phải. Trên này là omachi, ăn phải mua. Ừ, omachi. Còn gì nữa không anh Hoàng? Thế còn cái gì đây? Cái này anh chẳng biết. Có đây với đắp biển này. Sao Hoàng biết không? Đây là gọi là người ta gọi là vũ nữ hỏa thân. À, vũ nữ hỏa thân. Chả hiểu sao theo gió nhảy về nó đậu ngay cái chỗ bụi cỏ chỗ chung chó như thần ấy, đang thân chuồng chó đấy. Đúng rồi, loại này chuyên thích ăn muỗi anh Hòa. Thần bát lên biếu ông bảo quỳ làm mình biếu chứ. Ta ghi nhận tấm lòng nhà ngươi đấy, mang về tí luộc măng này. Thôi ra em đẹp rồi, ăn thêm cái món vũ nữ khỏa thân thế này thì có mà em lại đẹp. Đẹp lại có đẹp nhất trên đời. Không sao đâu, đẹp mà ghen. Thôi, ta anh bảo thôi, ra ta bị đủ rồi. Thế thôi thì anh Hoàng cứ giữ lên, cho vào trong áo ấy chắc đi. Hoàng cứ đi, đầu ăn nhiều. Thôi, nó nhảy ra mất đấy. Thôi, đưa có gì báo cáo đi nào. Thôi, thì em có đâu. Bác mãi rời trên đường này. So với năm trước thì năm nay nhà bếp thật có rất là nhiều bước tiến quan trọng. Đặc biệt đầu tiên lại kể đến việc đây chúng ta đã thay thế sự việc sử dụng bếp than bằng việc sử dụng bếp ga công nghiệp, đảm bảo tiện lợi hóa, đơn giản hóa. Bên cạnh đó thì hàng ngày, hàng tháng, hàng năm nhà bếp chúng ta vẫn luôn cố gắng để có những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các chị em, đảm bảo tiêu chuẩn 300 Này, ta hỏi này. Thế nhà nguồn lương thực chính nhà ngươi cung cấp ở đâu ra? Khi mà xã hội này nhá, toàn hàng giả hàng nhái, treo đầu dê bán thịt chó, toàn chất hóa học thôi, lấy đâu ra sạch mới chả sẽ. Chắc là cũng ăn hàng giả thôi. Nhỏ Hoàng, đợi em nói cho mà nghe nè. Thực phẩm nhà em á, do tính đại chị quản lý nhà em chọn luôn. Và vì sao mà bằng biết không? Nhà em có hạt một công ty chuyên sản xuất và phân phối rau sạch. Thật đâu? Thật chưa không? Cho số điện của thầy. Đúng rồi. Chị mấy số? Chị thủ kinh doanh cho sạch. Anh Hào ơi, chị mấy số? Chị hết. Rồi. Có. Giờ năm nay do dịch Covid-19 chán lắm, cũng may mà nhà bếp thật là người sản xuất luôn, làm bao nhiêu là sát dịch chống Covid, mấy thai đang Covid nhỉ, dám đâu đến chẳng không sơn đâu, đây là không bị tô nên là thiếu sáng thầy. Thôi, nghe nói quảng cáo rất là này, đừng có mà đừng có đang nghe rất là hoành tráng này. Nói nghe nha mà. Thế kể cho biết, nói cho biết là cái nồi cái sông bạc ấy, anh mấy anh cháu mới có thôi để mua rồi. Sau cái tân hương ở đây. Sông bạc à? Ừ. Để đâu? Để nói cho tôi nghe. Đi làm kia. Ừ, nói đi. Mình có thời gian nói mà. Ngọc à, hôm đấy trái luôn mà không không đủ đâu, chỉ lủng ra cháy nó còn mà sao nó còn lủng nữa, tăng trưng rồi bán rồi không phải đâu, em thấy không thấy ở đấy đâu, ngày nào em cả ra chung nhà thấy mà. Thế anh Hoàng ơi, em xin có ý coi là năm sau thì mình tặng cho cả nhà bếp kỳ nồi nồi vàng đi,
lười vàng nấu nên lẻ không được đâu. Không sao đâu. Tốt nhất là sao chia ta đi. Cho một cái nồi gì mà nồi gì cái nồi gì nó giá nó lẻ lẻ thôi ta. Thôi. Nhìn theo tay ta nhé.
hoàng à. Trời ơi, con này không những lắc mà lắc nặng. Ta ngồi lù lù một đống ở đây rồi chồng thắng cái cháo ở đây, cháo Ngọc Hoàng ở dưới kia. Đấy, em là thôi. Cái này chị giải thích được. Chị thử giải thích em nghe nào. Anh Hoàng ạ, à, bây giờ dưới hạng thế mạng wifi phủ sóng toàn cầu. Bây giờ đấy trẻ, bây giờ mọi người bây giờ chỉ thích dùng mạng wifi và mạng mạng dữ liệu di động. Không ai thích dùng chảo HD để xem truyền hình đấy hết. Nên là mạng với lại một phần nữa là tại cái chảo HD vừa to vừa dày vừa tốn diện tích. Nên là mang lên đây chiếu thẳng vào mặt anh Hoàng, thẳng một phóng xuống hạng dưới trò. Thế là hạng dưới nhìn thấy mặt anh Hoàng không? Không thấy à? Cái chảo HD cũng to thế không thấy. Có lẽ là nhờ cái vụ này sang năm là chảo HD nó lên giá đấy. Cái nhà nơi làm cái về mà dùng. Thôi, chiếu anh Hoàng rồi thì em mang về em chiếu mặt em đâu thấy không? Chơi báo cáo đi. Vậy để em báo cáo. Hả? Mà bán được chảo HD thì chiêu hoa hồng. Thì nói nhỏ thôi. Báo cáo đi. Cái gì đấy, Nhạc dạo, nhạc dạo. Đào ơi, đào ơi. Múa sao mỏi hết không biết. Ừ em mệt lắm. Nhạc
mệt quá. Em chóng hết. Chóng hết cả mặt. Em mệt quá. Em báo cáo em mệt quá. Xem gì đấy? Mình chụp ảnh vậy. Thế đâu là bao nhiêu? Đông gì ạ? À, hôm trước ấy, thì tổng quản lý nhà chúng em là món đông ngon cực. Tao hỏi thật đâu mà. Anh ngồi. Khoan đấy. Hỏng. Chúc em bảo đây em ra xây lại. Xây. Còn sân số ấy, thì vì đông quá nên em không đếm được hết. Em đã làm bảng số liệu đăng tải lên website www.phongvien.saminh.vn. Đây. Mời truy cập để xem cho bất ngờ cho em nha. Công nhận là đông thật. Đâu ta xem. Thôi, chào xong em cho xem. Đấy. Thôi nghe chào đâu. Cái nghe là báo cáo. Có gì nữa? Đồ áo này ra. Em hết rồi. Chỉ cao mỗi hát hò thế là xong. Vâng, em báo cáo của em không hết cái bài hát đâu. À, là bởi vì số liệu trong đây hết rồi. Tối về em chưa xem. Được rồi. Chúng ta đã thấy được sự cố gắng của nhà viện. Vâng. Rồi dạy trẻ. Vất vả lắm. Ừ. Thôi này, ta có mấy chai nước xúc miệng kiểu nó nhắn ngươi. Để phòng lúc ngủ đi ngủ quên nhá. Sướng quá rồi đấy. Lôi nhìn đây. Để em. Ngọc Hoàng đã đăng cái này cho học viện quá sai sót. Cái này lại có thêm cơ hội là ta quên em, người ta lại giúp miệng người ta để ăn đọc kinh. Ngọc Hoàng thật quý như vàng. Em xin thay mặt thay lời cho tất cả các chị em từ Nam Cô Bắc, từ Bắc Quân Nam xin đỡ ơn anh Hoàng ạ. Lùi. Đấy, Ngọc Hoàng ạ. Cứ tưởng Ngọc Hoàng là yêu tinh, toàn chồng cái gương chiếu yêu của Ngọc Hoàng thôi. Thế gì? Hảo hảo ấy. Đúng là lát thì nó cũng khổ ghê. Thôi, chờ tháng tiếp theo vào chầu đi, 30 đến nơi rồi. Chỉ cho nhà thuốc ngay đây này, đi vào sẵn lấy một đồng. Hàng táo đi đây, xin tay đi. Covid. Màn chào hỏi hay đấy. Mà sao nhà ngươi để ăn mặc đi đứng thế kia? Chả hầu vào. Thần khổ quá, đợt vừa rồi thần suýt hết tới đứt bằng vì mình. Bởi ibit a quen Covid ạ. Nên hôm nay đi báo cáo thì thần nhà mặc thế này cũng phong phú. Mà nó ơi, đầu nhìn đầu đọc giùm mình cái chữ này cái gì ấy. Thế nào? Ôi giời ơi. Cái gì đây nào? Để cho học cô làm cho mọi người nhìn cho rõ nhé. Cờ ông không sắc hào. Cờ ông trong. Cờ ô cô. Sắc vít. Nở ít sắc vít. Phòng chống cô vít anh ạ. Nhìn như là gà đăng hoàng nuôi trong trại. Gà đâu? Ăn đâu? Ăn. Đây là gà đây nhỉ. Tôi lùi ăn đi. Ôi giời ơi, con gà đấy con to như con elephant ấy. Ăn là đá phát cổ. Tự người bảo ai là gà? Bọn em có bảo ai đâu. Các ông ấy. Các ông có cái gì? Đâu? Có bảo đâu? Tôi tưởng lại này. Ngọc Hoàng là gà. Cái gì? Đánh đánh. Con đi chơi không? Trời. Ông họ. Đánh thế. Thôi báo cáo ta xem tình hình nào. Dạ bằng Ngọc Hoàng. Khoan hãy báo cáo. Ta bảo này. Chắc là
21 năm nay táo y tế giáo dục không chú ý vệ sinh thân thể đúng không? Mình Vinco thì à Covid nói là Covid bị Vinco nghe khó chịu. Này 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 gì? Ông bỏ ngay cái kiểu nói đấy chứ. Lời nói chẳng mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau đúng không mọi người? Nói mạnh vào. Nghe đây chúng nó nhá. Sẵn sàng nghe những nặng bạch tài nghe hết. Dạ vâng đúng vào. Trong một năm vừa qua, nhà dòng chúng thần làm được rất và rất là nhiều việc. Cụ thể như trong đợt vừa rồi, nhà dòng chúng thần tổ chức một đợt tân miễn phí cho tất cả các chị em trong nhà dòng. Vâng, có phải biết không? Đội ngũ bác sĩ y tế đến từ Mỹ y vừa chưa đấy ạ. Mà một hàng này còn nhỏ nhỏ mà hình như một hàng cũng thực tiêm mà. Em nhớ chứ. Em nhưng mà em vẫn nhớ. Cần biết lúc nào không? Cần nhân chứng không? Không, nhưng mà em vẫn nói. Anh Hoàng, anh đấy được đi tiêm. Chưa bác sĩ cho đến thì anh trung phòng. Em tiêm đầu tiên, nhưng bác sĩ vừa đưa mũi tiêm ra. Không tin hỏi cả các chú nhà phê rô tự. Cũng hoàng sợ tiêm thế à? Đúng không? Đúng không? Bỏ qua đi. Báo cáo tiếp đi xem ạ. Đấu rồi. Đấu lại tôi nói này. Lại lại nói nhỏ này. Nói. Hình như thằng Táo nó ngủ quên thế sao ấy. Mà không có quên là em chả biết báo cáo thế nào. Thế à? Tỉnh đi người ơi. Xem. Thì mắt tao vẫn đang mở đấy mà. Mắt mở nhưng mà hình như ngủ quên như sao ấy là thằng nhỏ như thế này. Này, ta bảo gì? Có tí nổi nó quên. Hôm nay ta nghe nói nhà ngươi có cái vụ gì mà liên quan đến lăng đi mộ hay là linh với lăng gì đấy. Quên, ông nói thế nào lăng á? Mộ á? Lăng với mộ đâu mà người ta xin ở đây. Đây làm gì có lăng với mổ. Ngay đây con giáo hôn ngay này con cái này gần. Là cao linh lăng nhá. À là cao linh lăng à? Nhầm. Cao linh lăng. Đầu với tao nghe nhá. Cao linh lăng là một dược liệu được bào chế từ gốc và rễ cây. Cao linh lăng được gọi là gỏi cá. Cao linh lăng có chức năng giúp trí tuệ phát triển. Người gầy thành béo, béo thành gầy, người cao thành cao hơn và người lùn thành cao. Ôi trời ơi, nghe đến đây còn cáo đến đây tôi biết táo y tế uống mất nhiều rồi. Nhưng mà không cao nữa. Trời ơi. Đây là sản phẩm chức năng. Đây là một thực phẩm rất và rất là tốt cho sức khỏe. Sản phẩm này không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, và đặc biệt là không dùng cho nửa trái. Kiểu như đậu là không dùng nữa. Đâu. Em vẫn sinh mà. Em có cần cao đi lăng đâu. Chân em vẫn phải sinh. Sinh đầu đầy bướm luôn. Thôi. Biết tận dụng những cái có sẵn để làm chế tạo những cái mới. Đấy là điều tốt. Đáng khen nha. Đấy, cuối năm như thế. Cuối năm khen thưởng như thế. Có phải thích không mọi người? Nó kể còn về. Dê đâu mà dê. Nè, thế năm nay lên báo cáo không có gì biếu không mà. À quên. Không mang gì biếu à? Khi ta thấy báo cáo nhà bếp mang tặng nhiều lắm. Người ta cứ đứng chờ xem. À không sao, ơi thật quên. Ngoài cao đi lăng, thần nhà dòng chúng thần còn chế tạo ra nước năng tăng chức đề kháng cho các chị em ấy. Hôm nay lên đây báo cáo thần có mang đem lên tặng Ngọc Hoàng đấy. Đâu là cho thần thí nhá. Number one nhá. Ui sổ number one trai to thế. Anh Hoàng đưa em cầm cho. Anh Hoàng uống thử xong rồi cho em miếng nhá.
Thế em có hàng ngon không? Đã uống đâu biết. Xoay chặt thế. Mang từ dưới này lên mà đi xa. Úi dồi. Ngon thế. Ngon không anh mà? Ngon thôi. Ngon. Vâng. Mất hứng. Cộng bánh ngắm mãi. Cất cho mày, cất cho. Này táo y tế giáo dục này. Lần sau lên nhớ mang cho ta thêm một can 5 lít nhá. Anh Hoàng Kinh, anh Hoàng Kinh, lần sau lên mang anh Hoàng can 10 lít. Đúng rồi. Gì? Ta xấu hổ ấy. Cho ta can 7 lít nhé. Anh Tào, anh xin can 15 lít, xin nhiều hơn Ngọc Hoàng. Ta làm việc nhiều hơn Ngọc Hoàng. Anh ấy, đòi xin nhiều hơn Ngọc Hoàng nhớ. Thì người ăn ở kiểu gì mà người ta không cho thế? Không phải không cho. Sáng em đẹp rồi. Không sao rồi. Ông Hoàng thần có cái này cho Ngọc Hoàng này. Hay lắm. Có cái gì đấy? Đâu có gì. Đâu. Ăn được không? Không xem nào. Bỏ dạng kia. Suốt ngày ăn rượu uống. Nhìn này, cao lề mèo. Chỉ cứ tốn phải, cứ tốn. Đi đầu đầy đầu ấy này. Bây giờ cao thì đã ảnh hưởng đến ai? Vóc dáng như thế này. Cha sinh mẹ đẻ ra là vóc dáng măn canh. Có người mơ. Trời mùa đông còn nóng thế. Sô-cô-la mà ăn trời này thì thôi thì ngọt ngọt thắt khổ. Thôi thôi được rồi, có gì? Có xem cái của thần không? Có. Các con ơi! Ừ. Lên đây có con nào? Hai hạt của thần cho cô nào? Mãi phải biết xem hạt. Vòng tay. Chân.
cô chủ nhiệm này đối. Rồi lại đây ăn cho quà đi. Lại đây ăn cho quà đi. Xong nhớ chia cho ta nữa đi nha. Con đi. Con xin ông hà. Anh Hoàng. Em xin. Tôi nó biết nói ạ là tốt rồi đấy đầu ạ. Anh ơi xin mình vừa thôi còn em. Giới ơi, đây. Sao? Đúng rồi. Tin theo bảo động phê nên ta chuyển nha. Tôi nói chuyện động trời là chuyện to. Nửa trai nửa gái. Nam tử hán trả thù mấy năm chưa muộn đâu nhá. Trời ơi, mọi người bắt đầu với Nam tử hán này. Ai mà nghĩ nào nghĩ, tao với lần nữ nhi xinh xắn. Lúc thì tử hán, lúc thì nữ nhi. Đây là câu đấy là tâm tâm đã nói nó lại rồi. Người ta là nữ nhi hay nam nhi thì kệ người ta. Trọng một chứng riêng tư người ta để làm gì. Thì nó cứ bảo thế, em thì bảo thế chứ. Tao như thế giáo dục. Cái gì đấy, em nói tiếp đi xem nào. Dạ. Thì trường mầm non Hồng Anh mới đầu hiệu trưởng đấy không nào? Hồng nào không biết ạ? Giời ơi, thế là chuyện động trời à? Thì em đã nói lên đầu chuyện đấy xưa Diễm ơi. Ngọc Hoàng đứng nhảy vào cổ em. Ngọc Hoàng không nghe không biết cái câu nói người con ăn nói nửa vời để cho kẻ dài nửa mừng nửa lo à? Ngươi bảo ai dạy đấy? Cái con mà đầu cái con mà đầu đầy bướm ấy. À, này nhá, nói cho mình biết nhá, để tôi phanh phui công việc. Anh Hoàng tỉnh đi mày ơi. Nó bảo anh nhảy vào mồm nó ấy. Anh to như này anh nhảy vào mồm nó có vừa không? Thế là anh là con vũ nữ khỏa thân như này. Tao nhà bếp đặt gì nói đi. Nói gì nó đại giả giả. Bầm Ngọc Hoàng thì hiệu trưởng này vừa mới lên chưa được đầy 2 tháng. Không biết sai sơ dọn dẹp kiểu thế nào anh mà que mắt nó cắn luôn. Thế à? Nguy hiểm thế. Con chuột đấy. Con chuột là sao? Thì mấy con chuột đấy nó cứ phóng phân lung tung này. Đấy hiểu để phóng phân lung tung ấy. Đấy hiểu chưa? Phóng phân bắt thang lên dọn dẹp. Mà không biết dọn dẹp thế nào. Ngã năm lùng má là sao mới đổ lên này. Sao ngã? Đấy đâu? Tạm nghỉ luôn. Thế á? Ôi, nói này. Trời lạnh như này á. Chắc là đau lắm nhỉ? Tội nghiệp thế. Chắc là ai xin hộp chứa em xin mùa đi tháng hơn lúc nãy đang gặp cô câu ấy. Thế hai người đi thăm chưa? Em xin mùa đi thăm. Đi thăm rồi, nhờ mai xin mùa hiệu phó hộp chứa em xin mùa đi thăm thêm. Mày đi thăm rủ ta đi nhá. Sắp Tết rồi. Rồi, còn gì không? Tạo y tế giáo dục. Dạ bằng một thằng. Thằng xin hết ạ. Hết rồi thôi đi vào đi. Nhanh lên Tết nhất đến nơi. Các em của chị ơi, tao đây con chị về nào. Cẩn thận đấy, nằm lên tiếp đến rồi, ngồi cẩn thận được chửa. Ôi trời, cẩn thận đây gắn tay sợ thôi. Hết quần. Ngọc Hoàng có lấy quần của nó đâu mà nó bảo mất quần. Chắc là chạy mất quần. Chắc là Tảo lấy. Gì? Chắc thế rồi. Đấy. Có mặc quần đâu mà xem gì. Người ta mặc váy rồi mà. Cái giời thế đại này ai mặc quần. Nhà quê. Mặc váy gì? Người bảo ai nhà quê. Ừ, thế em chỉ bảo thế. Anh Hoàng đang mặc quần đấy nha. Đâu? Đâu lên xem nào. Anh Hoàng có quần à? Biết rồi. Thời đại hôn. Thời đại hôn chấp thương. Này. To lắm, dì tinh của tóc của cháu. Ui. Đấy là đang chưa có tá nào mà thôi gọi tá. Đấy là nhà quê đấy. Thôi, đùa thế thôi chứ. Xin mời báo. Các
này, táo KTR là táo gì đấy? Là táo khấn trọ rồi ấy. À, táo khấn trọ. Khấn trọ, khấn trọ đấy rồi. Thank you.
Không, bảo đứng lên xem. Bảo đứng lên xem, đứng lên nào, đứng lên xem người người nào nào. Bạn anh Hoàng hay tao nào? Anh chết đồng thuyền ơi. Đậu, có đậu. Nhà đâu mà gọi, ta biết thừa. Đậu ơi, ra đây zoom zoom cái này to lên là nhìn thấy. Anh Hoàng, bề trên tổng quyền nó có nhà đâu? Thì mang tổng cố vấn. Đâu? Ừ, mình thấy rồi. Mình thấy rồi. Cái gì? Cái gì? Ta zoom mãi mà ta chỉ thấy thì tổng quản lý đang đứng đằng sau. Cầm cái gì không? Không. Đang để tay lên mang tay, ta trốn rồi. Thế à? Thế không có cái gì đỏ đỏ hay là khoang khoang à? Ta chả thấy gì phó tổng đâu. Tôi. Ngồi đâu có hà lắm. Kia! Đâu? Kia đấy, thấy chưa? Cạnh cạnh áo trắng trắng này. À, ta nhìn thấy rồi. Nào, cái gì luôn. Nhìn thấy bác tổng cố vấn nhà con chưa? Bảo đứng lên đấy, Hoàng mới thấy, không ngồi xuống không thấy đâu đi ra. Chưa thấy. Nào, lâu thì chắc chưa tổng cố Ngọc Hoàng à? Ngọc Hoàng nhỉ? Ngọc Hoàng nhìn thấy chị là bác tổng cố vấn nhà con chưa? Chưa thấy hả? Mời lên. Nhìn thấy chưa? Trời lên trời đi anh. Thôi chết rồi, mắt vấn đề gì? Báo cáo tiếp đi xin nói. Tiếp theo con xin báo cáo một chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng. Quan trọng vô cùng. Vô cùng quan trọng. Ngọc Hà biết chuyện gì không? Chuyện gì? Nhà con năm nay có một băng. Bị đúp. Ngọc Hà biết là băng nào? Bị đúp à? Người ta chỉ gọi là học sinh tốt thì mới đúp thôi. Thôi thế là thế nào, nói rõ thế nào. Ý là sau tổng hội đã sát cái vai đó. Đầu ơi, sau thế này là nói lắp nặng rồi đấy. Sau tổng hội ban đào tạo chúng con thay đổi và luân chuyển chỉ có một chỉ có một ba, lúc đó là chỉ có một ba khủng hùng, đó là cái ba hết vô đó à? Học dốt quá bị đúp à? Chắc có lẽ phải không? Em nghĩ thế đấy. Không, giỏi quá nên bị đúp lần nữa. Ồ, hóa ra ở dưới thế những người không giỏi này ta không đúp à? Những người không giỏi à? Thì họ chả biết. Thế thì cứ trả lời lại đi là người ta có công việc mới, nhiệm vụ mới đi. Thế nghe tạm tạm vậy thì được. Thích à, anh Đào nhỉ? Mình thích trả lời. Ừ thì thích thôi. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng biết còn chuyện gì nữa không? Chuyện gì? Bây giờ cô kể cho Ngọc Hoàng nghe nhá. Nào anh Đào đừng ra nào. Cẩn thận có lại cho một nháp mà đi tù đấy. Đúng rồi, hay một nhát lắm. Gì đâu đấy ăn không? Anh Hoàng có chân, có chân, có chân cái đắp lúc này nè. Em chờ có chân đấy. Để ở ngoài cho con đi học. Báo cáo đi. Ta lấy trong phòng chuyển đồ, to gói của cung đi, to đồ. Cẩn thận, nó con vũ nữ nó nhảy ra ngoài. Năm nay chúng con có khách thư xã chuyển thành khách tu sở. Đã quên, khách tu sở chuyển thành khách tu xã. Đặc biệt là kiểu truyền giáo tại Vinh Tân đã đi vào hoạt động. Hiện tại có 3 sĩ học cơm tròn đang hoạt động tại đó. Có gì liên lạc thì xin tới tôi. 1, 2, 3. Con con đi sứ vụ đấy, con đi giúp sứ đấy. Con biết không? Thế à? Không, bây giờ báo cáo mới biết. Nói này, anh Hoàng ơi, em thấy đội ngũ hân trọng năm nay á, kiểu có vẻ trẻ khỏe đấy. Đúng rồi đấy. Nhìn đẹp như thế này. Này, giọng dài thế kia chắc chắn là khỏe rồi. Ê, hai,
nghe cái giọng chua lết thì cho thì biết là khỏe lắm rồi. Thôi hay vũ một bài đi để cho mọi người biết là đội này khấn gọn rồi, khỏe để đúng rồi vũ bài đi. Ok, tiền á, tiền anh Hoàng năm nào trả trả sao mà đi giữ được được nghìn lương nào đâu mà cứ bây giờ cứ đòi vũ cho chị em anh xem mình trao ban niềm vui. Đúng rồi, đừng bao giờ đòi hỏi. Ok. Các chị em ơi, chị em nào đâu? Xanh đỏ tím vàng. Thôi, có xin không? Cái gì nhỉ? Tao quên mất rồi. Dạ, con xin
nhảy mãi khoái lách lách. Nhưng mà khoan, trước khi về, ừ, trước khi về thế hạn đấy, cười cho vào mặt sách váy lệch rồi. Thẳng ra đấy, mình có tuổi rồi, mình đẩu ở chuyên gia váy vóc cho nên là nó cũng hiểu lắm. Anh nào giả thiết ăn mặc gì lông bên trên vải dưới ôi, thiên lôi đâu? Cho tao phấn trộn về. Trời ơi, nhanh lên. Mở cửa thế tình lượng ra báo phấn trộn là ta. Muốn sắc đẹp này. Quay 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 quá, mở cửa to đây. Muộn thôi, được sống. Không khỏe. Khinh, khinh nhẹ thôi. Khinh nhẹ thôi. Này này, lôi ơi, lôi ơi. May quá, đậu ơi. Mất gói mì nào? Không phải đâu, may mà anh Tào anh cũng nhanh đấy. Với lại em lại thấy trong thùng á, trời ơi, chuyến độc toàn. Quán nào mà bán cái độc đầy ấy, còn đút mì tôm của gì quản lý của công đoàn này mà mấy công đoàn khác. Đâu, nó đi trên đường mua. Thế á? Ừ. Thế đóng thùng sẵn sẵn đâu? Xin của gì quản lý Xuân Hòa mang xuống quản lý đình tổ cất đấy. Thật à? Đang Xuân Hòa đã thế bác đồ lên tin lễ để chuyển công đoàn đấy. Thế còn táo nào thì không cái gì biết. Ừ, đang còn táo nào nữa nhỉ? Thôi táo tiếp theo vào chồng đi. Táo tiếp theo vào chồng đi, lôi đâu? Đầu ơi, cẩn thận. Về cậu kia. Em sao chị? Cậu là ai? Em đến tốt tốt. Cậu là ai? Tập đây. Trời ơi, ơi. Táo giả tập lên đây như ăn trộm ý. Táo giả tập là cái thùng kín. Ai mà thấy được? Sao bị kín thế? Mở ra. Mở ra người ơi. Mở ra cho người ta biết. Trời ơi, mẹ mẹ. Thôi có cái gì thì báo cáo lại đi. Vào mà báo cáo sao anh Hoàng thôi, lễ vào. Đừng có bảo lễ phép không biết chào đâu. Cái này đẹp anh Hoàng ạ. Báo cáo đây. Chả là, chả là tại tâm hồn đẹp thanh thoát, mặt mày rạng rỡ. Nếu không bịt kín thì người ta bắt cóc. Thứ hai, em sống ở thế gian nhưng mà không được về thế gian, nên là lúc ở lên đây phải đắm kiểu xíu, không may ra kéo lại được mấy cân, không thì gió cuốn sang thiên đình khác. Sợ gió cuốn thiên đình khác à? Em biết rồi, đây là một thiên đình toàn thiên nha, còn một thiên đình phía bên kia bờ tường là còn có một thiên đình. Không nhận đâu. Biết đâu bất ngờ đi Thái Lan về nhận hết. Chuẩn thì chuẩn chuẩn lên. Chị đã nói là chuẩn hết. Không có gì báo cáo đi. Báo cáo đi em. Ừ, chị quên. Ngọc Hoàng vạn tuế, tỷ tuế, đô la tuế, thiên tuế, phu nhân tuế, phụ hoàng tuế, tiểu tuế, tiên tuế, tiện tình tuế ạ. Câu bình thường đấy. Miễn tuế. Cậu ơi Ngọc Hoàng đi. Cậu ơi Ngọc Hoàng ạ. Này, em nói cho chị biết nhé. Để mà bay lên được bên đây á, để có màn trò hỏi này, em phải tốn bao nhiêu là công sức. Thế mà các anh các chị làm em tổn hứng xuống tận đế giày này. Ôi trời ơi, hứng mà đã ở đế giày này. Ta công nhận sự hy sinh chất xám của nhà ngươi. Ngọc Hoàng anh tin. Ừ, chỉ báo cáo đi. Thấu hiểu lòng quân dân. Lại đi. Báo cáo đi. Để mình nói cho mà nghe. Ừ, thì nói. Không cần mình. Bà hát nhé.
hôm nay mị vẫn còn trẻ. Có lẽ mỗi năm tìm mặc chuyện đời mình đi tu. Hát hay thế. Tìm hát cho mới nghe. Tết năm nay mị ở lại nhé. Xuân đã tới rồi, nghe lòng rộn ràng vui ghê. Cầu nguyện đồng kính các đất chung sống mãi mãi mãi. Ta gặp gỡ với anh Giê-xu. Hoa ta cắm nở đầy trong nhà mình. Hương sắc còn chưa phai. Lập dài vui có mấy đau cớ sao lại buồn. Vì biết ngày mai trắng đen hay tròn vua. Hồng vương vẫn vơi bao trùm. Sống trong một nơi yêu thương. Yêu thương. Sống trong đời yêu thương. Thế báo cáo vào cái ưu điểm hay thế nha. Thế tăng thấy nhược điểm. Nhược điểm đâu? Ngọc Hoàng cứ đùa. Người ta đừng nói, người ta đừng ví. Nhà tập chúng thần là mùa xuân, là thánh xấu. Thì lấy đâu ra quyết nghĩa? Thánh không ai thờ. Nói thế không ngượng nữa. Nói này, để mình nói cho mà nghe. Thế cái quạt máy vườn này, sao với cái? Thế sao trong mỗi việc bơm nước lên bể 10 lần thì 9,9 lần bơm tràn phân ra sân nhà trường này này. Sáng sớm ta đi lễ về, ta đã quét dọn sạch sẽ rồi. Ăn sáng xong cô hiệu trưởng, cô hiệu phó lại cóng mông rồi. Quét nước đi cho sạch sẽ để cháu tập thể dục. Làm anh ta này cũng phải cầm chổi quét ác liệt đấy nhá. Chị đầu này không phải lết váy mới để quét đấy nhá. Váy đâu? Váy khác, váy này đi nhầu. Nói đi, ưu điểm đấy. Toàn ưu điểm thôi. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Mà cái máy ấy dùng bao nhiêu đời rồi. Chị đọc phải hết đá. Mà hít đá thì phải hỏng. Mà hỏng thì đâu phải luôn phải nhận cơ. Thôi thôi. Đừng có giấu cái máy xe lô này. Cái đèn pin này nó xa. Phải gọi là cái đèn xa. Cứ bảo là hết đá. Gãy cái quả mà hết đá cả. Ví dụ những bóng đèn nó cháy ấy, thì còn nói hết đá cả. Đây, cái quả đi ra bơm. Bơm gì? Bơm nước tiểu. Xong làm cái cánh lại đủ hết đa. Giải thích. Anh cuộc cười. Chứng minh hết đa. Chị cuộc cười đi. Hết đa. Ừ thì muốn cười đấy. Hết đa à? Ừ. Đấy nói hết đa thì giải thích là tại sao hết đa đi. Quạt dùng, máy dùng mà không hỏng thì điện máy xanh làm sao mà ra được dòng quạt mới. Úi dồi gì quản lý nghe chưa. Đổ quạt mới đi. Sao là Vinasoy ạ? Sao được coi những chuyện đâu đâu? Ông điểm chẳng thấy hỏi. Thì kể đi. Ví dụ như là Ví dụ như Giáng sinh vừa rồi nhà tập chúng thần làm cái hang đá. Rất chi là này nọ. Này nọ à? Nhà người cái nguyện mình. Chi hang đá mà có bà nhiệm trầu ngày đêm bên cạnh đấy gì? Bà nhiễm cháu bên cạnh ta biết. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ui, nó đang nghe khéo đấy. Em biết rồi. Này, sắp đến Tết rồi đấy. Mà hôm nay ngươi cũng là táo báo cáo cuối cùng của đấy. Thế tí nữa có về quê không? Cho ta ôi trời, anh em chúng ta thích đi hạ dưới vi hành hạ dưới tên đầu anh rộng lắm 7321 chỗ thừa thừa với nhau nhá có đi không cho đâu sao chị buồn cười này nhà tập chúng cần tập phải tập hết tập từ đầu đến chân tập từ A đến Z tập ăn Tết ở nhà giàu luôn chứ về làm gì nữa. Ôi dồi ôi, không nhớ cha mẹ à? Có nhưng mà ở trong tím ở trong tím
em hỏi này, các anh các chị có khăn giấy không? Giấy lôi đâu? Bây giờ cái khăn giấy mà nhận tặng thì phá ra các bàn cơm hết rồi, chỉ còn giấy vệ sinh thôi. Giấy chị không có nhưng mà có giấy này. Làm gì làm đi. Làm gì thì làm đi. Giấy có rồi đấy. Giấy chụp. Báo cáo y tế giáo dục chúng lấy cho ta ít thuốc chính nha.
thuốc. Trời ơi, thuốc gì chứ? Chị đây, chị nội, chị ngoại, chị tổng hợp. Thôi xin một lần thôi. Ở nhà tập này, dạ. Ta hỏi ngươi này. Ừ, thế sống năm tập có vui không? Dạ, vui ạ. Ở đây, có hạnh phúc không? Hạnh phúc, dạ có ạ. Thế đi cầu nguyện có hay ngủ gật không? Ngủ gật. Dạ, tưởng có khoảng nhà tập chúng thần được ví là sống như mùa xuân, sống như thánh. Nhưng mà đôi chút có xuất thần ạ. Thế có nhớ bố mẹ không? Bố mẹ. Dạ. Thần dạ có ạ. Thế có khóc bao giờ không? Có khóc. Thần thì chưa khóc. Nhưng mà khi mà thức dậy á, thấy gối của mấy em chắc là phải giặt rồi. Thế bẩn quá à mẹ. Dạ, không hoàn. Nhỏ rãi. Chị ơi, rãi đó, đừng mắc chảy ra miệng miệng đâu. Ai biết được, ngủ say ngáy kêu to quá. Biết chết rồi. Chị đấu rồi. Để gỗ nửa đêm, ai ngủ được, lấy đâu ra nước mắt. Ai đây, đấu. Trời ơi, phải ăn gỗ cả đêm. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng á, mình mấy phòng học bên cạnh nào. Trời ơi, nghiệp đầu gì. Không, đầu mắt mũi thâm hết rồi này. Đến chân nơi. Ừ, xẻ gỗ kinh quá nhỉ. Giang thế chú biết. Mấy ăn được ngay ngay. Thôi. Được rồi, ta hiểu mỗi lần. Ngay ngay quý ai. Ta đã hiểu nỗi lòng nhà ngươi rồi. Thế con đừng bình tĩnh không? Thôi lệnh ta đã ban nhé. Năm nay tập 1, tập 2 ở lại ăn Tết nhé. Cảm nhận trọn vẹn cái Tết ở tu viện nhà trung thiên đình nhé. Yeah. Đi tập này của mùa xuân đấy. Cố mà cảm nhận đi nhé. Nhớ. Yeah. Nhớ chưa? Chưa. Nhớ. Nhớ bây giờ cho em lôi nhé. Xin quận giấy. Lôi. Cho em hai bịch luôn. Thôi, tập thì phải tiết kiệm. Lau lại đi em. Đi tổng quản lý mai mua hai ô tô giấy cho nhà tập nhá. Thần đa tạ Ngọc Hoàng. Thần xin cáo lui ạ. Lui. Mỏi quá. Ôi trời ơi, chắc chắn đấy. Thiên Lôi ạ. Thiên Lôi. Lôi như này hả chị? Ai mời mà đi vào đây? Ngồi ngay đây. Em có cả ngồi nhưng mà chị chạy vào nữa. Có ai mời đâu? Ai mời? Anh Hoàng ơi. Hoàng Hoàng mời á? Ừ. Thế nào chắc chắn thế? Khách mời đâu? Vào giới thiệu đi. Chắc chắn thế. Xin bái kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng dạ tuế. Dạ tuế. Dạ tuế. Thần là Hằng Nga ở tận Phương Trăng. Em mặc mà số không xin mọi người bình chọn cho em bằng cách thả tim hoặc là chân tương nha. Nga, tim thư thư. Tim đấy chỉ thả vào nồi cháo. Sao lại nói thế? Đấy là thả tim ngọt. Nó bảo này, cái ta khép được chưa? Từ nãy giờ ngươi bảo ta dạng thì ta vẫn dạng, khép được chưa? Ta khép được chưa? Quýt rồi, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, nó ngồi dưới kia, nó cười nó vô mặt. Nhà người cười. Ngồi, cha có ý nữa gì? Đang trầu cái dạng hãng à? Bọn em là chuối yếu từ nãy rồi. Không phải, tại vì Ngọc Hoàng chưa hiểu ý. Nói xin cái kia, lại một nát lên đi tù. Thôi. Hay là em mời anh hai anh chị xuống dưới kia du xuân ở dưới hạ giới của mấy em nhỉ? Hay mời cả anh Hoàng. Anh Hoàng. Good idea, anh Hoàng. Duyên, chúng em mời anh Hoàng. Nãy nó mệt, tối về khỏi kéo, khỏi xảy gỗ. Đi xảy gỗ. Chứ cứ phải khỏe này xảy gỗ mệt.
tối nay tao ngủ với đậu. Em duyên. Em duyên. Em duyên. Em cho em một đường riêng. Trời ơi, xẻ gỗ. Ngày nào cũng xẻ gỗ. Nào cũng lên táo đi. Hết sức khỏe. Kệ khá nào. Thôi thì mình xuống Hà Tết xem người ta này nọ thế nào thì cũng mình cũng theo nhá. Báo cáo trong suốt một năm qua rất là
có phần thưởng gì cho các em không? Thank you.